Thu Nhan xin thưa ái chào gặp lại quý vị khán thính giả của hệ thống truyền thông Kali Today và chào mừng quý vị đến với chương trình chào buổi tối trên kênh truyền hình YouTube Việt Nam 1 do Thu Nhan phụ trách và chương trình tối hôm nay là chương trình tối thứ hai đầu tuần ngày 11 tháng 11 năm 2024. Ngày hôm nay thời tiết ở vùng vịnh San Francisco của chúng tôi mưa mưa lớn từ 6 giờ sáng cho đến tận 10 giờ sáng và mưa lạnh. Thời tiết bắt đầu lạnh rồi thưa quý vị. À, lạnh ở Uh, California thì có lẽ là chỉ là mát so với những cái tiểu bang chẳng hạn như những tiểu bang bờ đông nước Mỹ như là Massachusetts, như New York, New Jersey hay là DC, Virginia. Nhưng mà với dân Cali thì thời tiết ở khoảng 50 mấy 60 độ là được xem là lạnh rồi. Trong khi đó thì uh, cháy rừng Mountain Fire ở Nam California thì bây giờ nhà chức trách đã gần như khống chế được cái trận cháy rừng này thiệt hại cho đến giờ vẫn chưa con chưa có con số cuối cùng tuy nhiên điều may mắn là không có thiệt hại nhân mạng và ngày hôm nay là ngày lễ cựu chiến binh cho nên hương giang gỡ lời uh, chúc đến tất cả những cô chú nào từng phục vụ trong quân ngũ từng là quân nhân uh, chúc uh, cô chú có một ngày lễ cựu chiến binh thật là vui vẻ thực ra đó nói cựu chiến binh thì người ta nghĩ là những người cao tuổi nhưng mà thực ra đó bạn bè của Hương Giang có những người cựu chiến binh thì à, thế hệ mới đó cũng chỉ mới có ba mươi mấy bốn mươi tuổi thôi cũng là cựu chiến binh và ngày hôm nay thì Tổng thống Joe Biden có bài phát biểu nhân ngày lễ cựu chiến binh từ nghĩa trang quốc gia Arlington và Tổng thống đã nói lời chia tay các lực lượng vũ trang trong bài phát biểu tại đây đây là lần cuối cùng tôi đứng tại đây nơi này nghĩa trang arlington trong tư cách là một tổng tư lệnh và được lãnh đạo phục vụ quan tâm và bảo vệ các bạn quý vị là niềm hân hạnh lớn nhất trong cuộc đời của tôi cũng như là các bạn như quý vị đã bảo vệ chúng tôi từ thế hệ này sang thế hệ khác và đến tham dự lễ cựu chiến binh ngày hôm nay thì còn có bên cạnh tổng thống joe biden có đệ nhất phu nhân joe biden và vợ chồng phó tổng thống kamala harris và đây là lần đầu tiên mà bà kamala harris đứng cùng xuất hiện cùng với ông joe biden kể từ sau thất bại à, bầu cử tuần trước và ngoài ra thì còn có bộ trưởng bộ cựu chiến binh và các viên chức à, à, quân sự cao cấp khác nữa và trong cái bài phát biểu vào ngày hôm nay thì Tổng thống Joe Biden cũng có nhắc đến việc Mỹ rút quân ra khỏi Afghanistan mà trong đó có 13 quân nhân Hoa Kỳ bị thiệt mạng. Và đây là cái điểm mà Cộng hòa họ đã chăm chăm vào để chỉ trích chính phủ của ông Joe Biden. Tổng thống Joe Biden nhắc đến cái cuộc rút quân này và ông nói là ông không có muốn một tổng thống kế nhiệm phải chịu trách nhiệm về việc này bốn vị tổng thống đã phải đối mặt với cái quyết định sau khi chúng ta tiêu diệt được bin laden và liệu cái quyết định là liệu có nên chấm dứt cuộc chiến tranh dài nhất trong lịch sử của chúng ta hay không và tôi quyết tâm là không để điều này xảy ra với vị tổng thống thứ năm và tổng thống joe biden cũng tỏ dấu hiệu là ông vẫn sẽ tiếp tục tham gia trong cái thời gian còn lại ở tòa bạch ốc tức là khoảng hơn 2 tháng nữa ông cam kết là sẽ mở rộng mở rộng phạm vi của đạo luật đạo luật gọi là đạo luật Park tức là luật này nhằm mở rộng cái truy cập à, truy cập dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho các cựu chiến binh đã tiếp xúc với hóa chất độc hại và gia đình của họ và kể cả là bảo hiểm, mở rộng bảo hiểm cho các cựu chiến binh đã nhiễm bệnh do chất độc hại ở căn cứ không quân Kashi Kanabat ở Uzbekistan vào tức là những cái cam kết này thì ông Joe Biden tuyên bố là ông hứa sẽ thực hiện trong suốt những cái thời gian còn lại ở tòa Bạch Ốc và à, nhân tiện nói về bầu cử bây giờ quý vị biết là ngày hôm nay Tổng thống đắc cử Donald Trump đã bắt đầu hình thành một chính phủ độc tài hay nói cách khác, một chính phủ độc tài đã bắt đầu được xây dựng và đã bắt đầu được hình thành. Nhưng mà có đôi điều, trước khi đi vào những cái tin chính như vậy, Hương Giang muốn chia sẻ với quý vị một chút xíu về suy nghĩ và cảm nghĩ của Hương Giang. Bởi vì cho đến tận bây giờ, Hương Giang biết là rất là nhiều quý vị ủng hộ dân chủ, những người dân chủ, những người ủng hộ chiến dịch của bà Kamala Harris và ông Tim Walz đã hết sức là thất vọng và đã không có hiểu nổi là điều gì đã xảy ra mà khiến cho tổng tuyển cử năm nay dân chủ lại thua đến như vậy bởi vì bây giờ thì chắc chắn là Hạ Viện cũng đã rơi vào tay Cộng Hòa rồi thì như Hương Nhân chia sẻ trong một chương trình trước đây là Hương Nhân nghĩ là dân chủ cần một cái cuộc đại phẫu không phải là tiểu phẫu mà đại phẫu phải giải phẫu lớn một cuộc giải phẫu lớn để tìm hiểu chuyện gì xảy ra bây giờ quay trở lại và cho đến tận bây giờ hương giang vẫn nhìn thấy những cái message là rất là thất vọng và những người ở bên ngoài đó thì họ không có hiểu nổi và họ cho rằng là nước mỹ still stupid đến độ như vậy sao thưa quý vị nói gì thì nói kết quả bầu cử chúng ta đã có rồi chúng ta phải tôn trọng kết quả bầu cử và mua vọn đó là cái suy nghĩ của hương giang cái chuyện là mổ xẻ để tìm ra bài học là dân chủ bắt buộc họ phải làm chẳng hạn như là ngày hôm nay bà aoc là dân biểu mà gọi là cấp tiếng ở new york bà tái đắc cử nhưng mà cái khu vực bầu cử của bà đa số cử tri bỏ phiếu cho ông Donald Trump. Chính vì vậy bà đã đặt một cái câu hỏi, bà kêu gọi người ủng hộ bà, bà kêu gọi cử tri là nếu quý vị bỏ phiếu cho tôi và bỏ phiếu cho ông Donald Trump thì hãy chia sẻ với tôi lý do, lý do tại sao lại như vậy. Nếu mà quý vị bỏ phiếu cho ông Donald Trump và quý vị bỏ phiếu cho những người dân chủ nằm trên lá phiếu thì quý vị cũng phải nên chia sẻ với tôi lý do là như vậy. Tại sao như vậy? Bởi vì họ muốn tìm ra lý do. Bây giờ chúng ta chấp nhận kết quả cuộc bầu cử bởi vì chấp nhận kết quả bầu cử cho thấy là đây Mỹ vẫn là quốc gia có nền dân chủ lớn nhất và chúng ta mua von chúng ta phải đối mặt với những gì sắp xảy ra đang xảy ra và sắp xảy ra mua von đó là điều mà Hương Nhân muốn chia sẻ với quý vị à, bây giờ quay trở lại tin tức ngày hôm nay thì thống đốc California đó, đó là ông Gavin Newsom đã bay sang DC, uh, bay sang Hoa Thịnh Đốn để tìm cách thúc đẩy những chính sách của tiểu bang nhằm kiểm lỗi ông Donald Trump. Bởi vì như Hương Giang chia sẻ là trong bốn năm nhiệm kỳ mới của ông Donald Trump thì có lẽ là California sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Bởi vì những cái chính sách của California thì nó đi ngược lại những cái chính sách của ông Donald Trump và À, ông gavin Newsom có cái kế hoạch là sẽ gặp chính quyền của ông joe biden trong tuần này và sẽ trở về lại california vào thứ tư à, và gặp gỡ chính quyền của ông joe biden để thảo luận về xe điện và để thảo luận về cứu trợ thiên tai đây là những cái vấn đề mà tổng thống đắc cử donald trump chắc chắn sẽ nhắm đến california và quý vị biết là ở DC thì ông Gavin Newsom cũng sẽ gặp phái đoàn quốc hội của California và ông muốn được liên bang phê chuẩn đối với cái quy định về khí hậu của tiểu bang khoảng hoàn trả 5 tỷ, 5,2 tỷ Mỹ Kim cho quỹ khẩn cấp trong đại dịch COVID và những cái cập nhật cho chương trình Medicaid của tiểu bang và những cái ưu tiên khác. Và chuyến đi này diễn ra sau vài ngày mà Gavin Newsom đã kêu gọi là các nhà lập pháp là mở một cái quay trở lại để mở một cái phiên họp đặc biệt vào tháng 12 để bàn để thảo luận về những cái biện pháp bảo vệ những cái chính sách cấp tiến của tiểu bang California trước khi mà ông Donald Trump quay trở lại nắm quyền vào ngày 20 tháng 1 sang năm. Và chúng ta biết là ông Donald Trump đã lên mạng chỉ trích mạng xã hội chỉ trích ông Gavin Newsom và trong 4 năm nhiệm kỳ đầu tiên của ông Donald Trump thì California đã thắng hầu hết các thách thức pháp lý của chính quyền của ông Donald Trump về những cái chính sách về môi trường về những cái chính sách à, tiến bộ khác của tiểu bang. À, và quý vị biết là nhưng mà bây giờ cái câu hỏi đặt ra là liệu Donald Trump có thay đổi sân chơi pháp lý quá nhiều khi mà ông đã bổ nhiệm nhiều thẩm phán của ông vào tòa án trước khi mà ông kết thúc nhiệm kỳ đầu hay không? Và như vậy thì bây giờ quý vị biết là khi mà ông Donald Trump còn trong nhiệm kỳ và trước khi mà ông rời nhiệm kỳ thì ông bổ nhiệm hàng loạt thẩm phán thì ông đã tổng cộng là ông đổ bổ nhiệm là hơn 230 thẩm phán mà trong đó có 3 thẩm phán vào tối cao pháp viện. Cho nên là quý vị biết là cái sân chơi pháp lý của ông Donald Trump bây giờ thì nó có vẻ là nghiêng về phía ông Donald Trump nhiều hơn so với 4 năm trước. Vào cái nhiệm kỳ đầu vào năm 2017 thì ông Donald Trump đã thu hồi cái khả năng thực thi các tiêu chuẩn khí thải ống xả của riêng California. Rồi sau đó khi mà Tổng thống Joe Biden lên đó thì ông đã khôi phục lại cái quyền cái uh, cái uh, quy định này của California và các cơ quan bảo vệ môi trường, cơ quan bảo vệ môi trường của Hoa Kỳ thì thường đặt ra những cái tiêu chuẩn uh, về khí thải từ xe chở khách, xe tải và các phương tiện khác. Nhưng California trước đây thì đã được miễn những cái tiêu chuẩn này để họ áp dụng các tiêu chuẩn của riêng tiểu bang nghiêm ngặt hơn như Hương Nhan nói đó về cái môi trường thì California được xem là đứng đầu về những cái quy định hết sức là nghi, nghiêm ngặt. Hiện nay thì California có 8 cái quy định về khí hậu đang chờ cơ quan à, môi trường cho miễn. À, trong đó thì có quy định là cấm bán xe xe chạy bằng xăng bắt đầu tức là xe mới đó chạy bằng xăng bắt đầu từ năm 2035 rồi từ bỏ xe lửa mà chạy bằng động cơ diesel và cập nhật những cái tiêu chuẩn khí thải đối với các chất gây ô nhiễm à, từ xe hạng nặng thì đó là những cái quy định mà bây giờ California đang chờ à, và quý vị biết bây giờ quay trở lại cái câu hỏi đặt ra là trong 100 ngày nhiệm kỳ đầu trong 100 ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ của ông Donald Trump thì Cộng Hòa họ sẽ có những cái ưu tiên về gì về lập pháp Quý vị biết là Cộng hòa bây giờ đó họ có những cái kế hoạch lập pháp đầy tham vọng trong 3 tháng đầu tiên mà khi ông Donald Trump quay trở lại tòa vạch ốc. À, bây giờ thì họ kiểm soát lưỡng viện rồi với hành pháp nữa tức là họ nắm quyền hành trong tay cả hành pháp, lập pháp và cả tư pháp nữa và đứng đầu trên tất cả những cái ưu tiên có lẽ là vấn đề về thuế. Và quý vị biết là chủ tịch Hạ viện ông Mike Johnson trong nhiều tháng qua thì ông đã làm việc với lãnh đạo của Cộng hòa tại thượng viện cũng như là với cựu tổng thống về những cái mục mà họ có thể nhanh chóng thúc đẩy thông qua tại quốc hội trong 100 ngày đầu tiên nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump. Và bây giờ thì nhiệm kỳ mới đó thì ông Mitch McConnell lãnh Bây giờ là đang là lãnh tụ phe thiểu số tại thượng viện thì ông tuyên bố là ông sẽ tôi nhà không có nhớ rõ chính xác là ông hạ xã hồi hưu hay là ông từ chức hình như là ông từ chức ông tuyên bố là bây giờ sức khỏe của ông cũng không có còn nhiều. Còn như hồi trước nữa cho nên từ chức để cho một thế hệ lãnh đạo trẻ trung hơn lên thì trong đó có những ứng cử viên như là thượng nghị sĩ John Thun của Cộng hòa tại tiểu bang sao Dakota hay là cự hay là thượng nghị sĩ John Brownie, uh, John Cornyn của Cộng hòa từ tiểu bang Texas thì hai vị này là hai vị ứng cử viên. Cho nên nhưng mà ông Donald Trump Ông tuyên bố là ứng cử viên nào đó mà cho ông bypass cho ông bỏ qua cái việc chuẩn thuận, tức là Cộng hòa đó những cái vị trí ở trong nội các thì cần phải có cái sự chuẩn thuận. Thứ nhất là từ ủy ban tư pháp thượng viện rồi sau đó đến là toàn thượng viện thì bây giờ đó bất cứ ai làm lãnh đạo của thượng viện cộng hòa tức là cộng hòa tại thượng viện thì cho ông một cái quy định tức là có cái quy định quý vị có cái thủ tục mà nó có thể là cho tổng thống bypass bỏ qua cái thủ tục chuẩn thuận của thượng viện thì nếu như bất cứ lãnh đạo cộng hòa nào mà cho phép điều này xảy ra thì ông Donald Trump sẽ ủng hộ Bây giờ đó quý vị biết là mục tiêu của Cộng hòa là gì? Họ tránh cái tình trạng mất tổ chức và có xung đột nội bộ với nhau. Quý vị biết là khi ông Donald Trump nhậm chức vào năm 2017 thì họ cũng nắm quyền kiểm soát lưỡng viện và hành pháp. Thì vào lúc đó đó họ không có tổ chức rồi họ xung đột với nhau cho nên là làm hư một số chương trình nghị sự của ông Donald Trump như là cho đến giờ ông Donald Trump vẫn chưa có bãi bỏ được là đạo luật chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng tức là Obamacare đó bởi vì cái phe mà dù hâu tức là cái phe bảo thủ cứng rắn ở trong cái phe bảo thủ của Cộng Hòa đó họ đã làm trật đường ray cái ý định này và quý vị còn nhớ là nổi tiếng nhất là à, nổi tiếng nhất đó là cố thượng nghị à, cố thượng nghị sĩ ở Arizona thì uh, John McCain ông là người duy nhất của Cộng hòa tại thượng viện đã bỏ phiếu chống việc bãi bỏ Obamacare chính vì vậy bây giờ Obamacare vẫn là đạo luật chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ và lần này thì Cộng hòa họ tin là họ sẽ có cái sự chuẩn bị tốt hơn lãnh tụ uh, phe đa số tại Hạ viện đó là ông C. Carles thì trong một cái lá thư gửi cho đồng nghiệp Cộng hòa gần đây đó thì ông cho hay mặc dù tổng thống đắc cử có thể thực hiện nhiều thay đổi bằng những cái hành động pháp lý hành pháp chứ bằng những cái hành động hành pháp nhưng mà Cộng hòa hy vọng sẽ khóa chặt các chính sách đó thì lãnh đạo Cộng hòa bây giờ họ hướng tới là họ sẽ thông qua phần lớn những cái chương trình nghị sự của ông Donald Trump thông bằng cái thủ tục bằng cách bằng cái thủ tục ngân sách mà chỉ cần đa số phiếu thôi tức là simple majority chứ không cần là tức là chỉ cần quá bán thôi chứ không cần phải là 2 phần 3 thì hy vọng họ hy vọng như vậy thì họ sẽ thông qua được đa số những cái chính sách những cái nghị sự của ông Donald Trump và ưu tiên hàng đầu của họ là gì mở rộng cắt giảm thuế mở rộng các giảm thuế, tức là cái đạo luật cắt giảm thuế và việc làm vào năm 2017 của ông Donald Trump thì đến cuối sang năm sẽ hết hạn, thì bây giờ họ sẽ gia hạn và họ hy vọng là cái này nó sẽ trở, nó sẽ thành cái cắt giảm vĩnh viễn và quý vị quý vị biết ông Mike Johnson thì hương giang để ý là ông có ủng hộ cái à, tín dụng thuế trẻ em mà tín dụng thuế trẻ em thì Cộng hòa cũng À, Cộng hòa cũng ủng hộ Nhưng mà họ lại cho rằng đó Họ sẽ khác với dân chủ Là sẽ Bảo đảm cái chính sách thuế của họ Tôn trọng Cái giá trị của công an việc làm Và không trả Tiền cho những người nào Mà không có tham gia lực lượng lao động Có nghĩa là họ sẽ không có À họ sẽ yêu cầu tức là họ sẽ yêu cầu công ăn việc làm đối với người nhận được quyền lợi tức là không có như dân chủ dân chủ thì cho không còn đối với cộng hòa thì họ muốn những người mà nhận được những cái quyền lợi này thì phải đi làm và tài trợ cái cái chương trình, à, cái mục tiêu thứ hai là tài trợ cho những cái chương trình an ninh biên giới và bức tường biên giới rồi còn có những cái À, hủy bỏ một phần trong đạo luật giảm phát quý vị biết là à, giảm lạm phát cái đạo luật giảm lạm phát của tổng thống joe biden được xem là signature đây là có tức là mang cái dấu ấn của ông joe biden đây là cái đạo luật lớn và được xem là đạo luật lưỡng đảng bây giờ đó thì cộng hòa họ không có hoàn toàn hủy cái đạo luật này bởi vì một số phần trong đạo luật này có lợi cho các khu vực bầu cử của cộng hòa họ chỉ có hủy bỏ một số một số phần mà thôi rồi bên cạnh đó nữa là họ còn mở rộng cái quyền chọn lựa trường và kiểm soát các trường đại học tức là quyền chọn lựa trường là như thế nào quý vị biết là ủng hộ lựa chọn trường học có nghĩa là cái thực hành này đó cho phép các em học sinh và gia đình có thể sử dụng những cái ngân quỹ công tức là công quỹ đó, để cho các chương trình thay thế hoặc là trường tư thục nhưng mà đó cộng hòa hiện nay thì họ vẫn chưa có hoàn thành cái cuộc cuộc thập tự chinh chống lại các giám hiệu trường đại học à, mà quý vị biết cái phong trào người một trong những người mà xây dựng được cái phong trào này đó là bà chủ tịch của đảng cộng hòa tại hạ viện đó là bà Alice Stephens bà này đã, trong năm ngoái thì bà đã chất vấn một loạt những cái giám hiệu những hiệu trưởng các trường đại học các trường đại học trong đó có mit trong đó có harvard trong đó có đại học pennsylvania toàn những đại học lớn về cái vấn đề bài do thái và nhờ vậy mà bà alice stephanis đã củng cố được cái hồ sơ quốc gia của mình và khiến cho ít nhất là hai vị trong cái số uh, hiệu trưởng này đã phải từ chức. Bây giờ tình hình ông Donald Trump thì chuẩn bị lên nắm quyền. Quý vị biết là tại Bộ Tư pháp đó, tình trạng hoảng loạn đang diễn ra. Hoảng loạn đang diễn ra bởi vì quý vị biết là các luật sư ở Bộ Tư pháp bây giờ họ sẵn sàng nghỉ việc khi mà những người trung thành với ông Donald Trump hoàn toàn mang tính đảng phái chuẩn bị lên nắm quyền kiểm soát cơ quan này được xem là cơ quan thực thi công lực hàng đầu của chính phủ. Cái việc Donald Trump xem thường bộ tư pháp thì càng ngày càng gia tăng. Nhất là khi 4 năm qua thì ông trở thành đối tượng của hai vụ truy tố hình sự liên bang do công tố viên đặc biệt Jack Smith đảm nhiệm. Bây giờ nhiều nhân viên ở bộ tư pháp họ không chỉ là họ sợ là họ sẽ bị thay thế bằng những người trung thành với đảng phái. Không chỉ là vì công việc bị đe dọa mà còn vì nền dân chủ và quốc gia phụ thuộc vào một cái chính phủ được hỗ trợ bởi một cái cơ quan công quyền phi chính trị đó là cái tiêu chuẩn cái chuẩn mực của hoa kỳ tức là chính phủ được hỗ trợ bởi một cái cơ quan thực thi công lực phi đảng phái thì bây giờ điều này nó không có còn nữa Chính vì vậy rất là nhiều viên chức tại Bộ Tư pháp, những người mà họ cống hiến hết mình cho cái nghề nghiệp của họ, rất là tôn trọng công việc của của Bộ Tư pháp thì họ bây giờ họ đang trong tình trạng là lo ngại. Và quý vị biết là một cựu viên chức của Bộ Tư pháp chia sẻ là bây giờ nhân viên ở Bộ Tư pháp thì họ lo ngại là nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump còn tệ hơn nhiệm kỳ đầu nữa. Vấn đề duy nhất là nó sẽ tệ hơn ở mức độ như thế nào. Và bây giờ đó, nhân viên cấp dưới thì họ đang hồi hộp chờ xem thử là ông Donald Trump, ông sẽ chọn ai làm tổng trưởng tư pháp và ai sẽ điền vào những cái vị trí lãnh đạo cao cấp khác nữa. Và quý vị còn nhớ là ông Jeffrey Claude không? Ông này là một viên chức ở Bộ Tư pháp, một viên chức về dân sự thôi ở Bộ Tư pháp. À, trong 4 năm nhiệm kỳ của ông Donald Trump nhưng mà người đã hỗ trợ ông Donald Trump tìm mọi cách để đảo ngược kết quả bầu cử, tìm mọi cách hối thúc các viên chức Bộ Tư pháp lúc đó gửi ra những cái thông tin sai sự thật để củng cố cái tuyên bố là gian lận bầu cử xảy ra Bây giờ đó, các nguồn tin cho biết theo tờ Politico, Hương Nhân đọc thì cho thấy là ông Chad, à, Jeffrey Clark này có thể quay sẽ quay trở lại Bộ Tư pháp và sẽ nắm một cái vai trò cao cấp. Mà mặc dù bây giờ ông này đó đang bị luật sư đoàn ở DC chế tài, ông đang bị kỷ luật bởi vì họ sau cái cuộc điều tra thì họ đã đưa ra phán quyết là ông Jeffrey Clark đã có hành vi gian dối liều lĩnh về vai trò của ông trong những cái nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử năm 2020 để cho ông Donald Trump bám víu quyền lực. Bây giờ cái tình trạng nó là như vậy. Đầu chương trình thì Hương Giang nói quý vị là một chính phủ độc tài đã bắt đầu. Và bây giờ chúng ta thấy rõ, thấy rõ như thế nào thưa quý vị? Ngày hôm nay một luật sư bảo thủ nằm trong toán chuyển giao quyền lực của ông Donald Trump đã đưa ra lời cảnh báo xanh rờn. Nó thẳng luôn, nó trắng. Xanh rờn là lời cảnh báo này dành cho nhân viên của Bộ Tư pháp. Những người từ chối thúc đẩy ủng hộ chương trình nghị sự của Tổng thống kế nhiệm nên từ chức hoặc là đối mặt với khả năng bị sa thải. Tuyên bố cảnh cáo xanh rờn như vậy luật sư này là ai đó là ông mark kaleta ông này là nằm trong cái toán chuyển giao quyền lực của ông donald trump một khi quyết định được đưa ra các nhân viên sự nghiệp phải thực hiện kế hoạch của tổng thống và nếu như mà không có thực hiện thì một là rút lui hai là bị sa thải Ông luật sư Mark Palaipa ông cho rằng nhân viên Bộ Tư pháp sẽ đóng một cái vai trò quan trọng trong thực hiện uh, trong việc thực hiện một loạt các biện pháp từ thực thi di trú đến những cái giải quyết những công tố nhẹ tay với tội phạm đến hỗ trợ ân xá cho các bị cáo bạo loạn điện Capitol ngày 6 tháng 1 và ông liệt kê một danh sách dài những ưu tiên hàng đầu của ông Donald Trump nào là trục xuất hàng loạt chấm dứt quyền có quốc tịch theo nơi sinh ân xá giảm án cho các bị cáo ngày 6 tháng 1, đảo ngược chiến tranh pháp lý và đàn áp đối thủ chính trị, truy cứu, truy tố những cái kẻ vũ khí hóa chính phủ để lạm dụng đồng bào Mỹ. Đó là tuyên bố của ông này ở trên mạng xã hội X. Và nếu những nhân viên bộ tư pháp này không thực hiện cái chương trình của tổng thống một cách có thiện chí thì nên nghỉ việc và những cái nhân viên mà tham gia chống chương trình nghị sự hợp pháp của tổng thống, một tổng thống được bầu hợp lệ sẽ làm suy yếu nền dân chủ của Hoa Kỳ. Cuối cùng, những người có hành động như vậy sẽ phải chịu các biện pháp kỷ luật, kể cả chấm dứt hợp đồng, tức là dọa sẽ bị sa thải. Và quý vị biết là ông Donald Trump thì ông tuyên bố là ông khi mà ông nhậm chức thì ông sa thải ông Jack Smith công tố viên đặc biệt truy tố ông hai vụ đó hai vụ hình sự ở DC và Florida trong vòng hai giây và dàn lãnh đạo tương lai của bộ tư pháp sẽ hủy tất cả những mọi mọi cáo buộc giống lại ông à, cũng nhân tiện nói về bộ tư pháp quý vị biết là Hương Giang đã chia sẻ với quý vị là bây giờ ông Jack Smith ông đang à, uh, yêu cầu tòa ở DC tạm đóng băng toàn bộ thủ tục tiền thẩm trong vòng một tháng để ông đưa để họ có thể bàn luận và họ đưa đến kết luận là sẽ giải quyết cái vụ truy tố ông Donald Trump như thế nào bởi vì cái chính sách của bộ tư pháp là không có truy tố một đường kim tổng thống tức là cái vụ này chắc chắn sẽ bị khép lại nhưng mà ngày hôm nay bộ tư pháp tuyên bố là những cái bị cáo ngày 6 tháng 1 đừng vội mừng bởi vì cái quyết định của ông À, Jack Smith thì chỉ có riêng đối với ông Donald Trump mà thôi chứ không có phải là đối với những bị cáo khác và đối với ông Donald Trump được chọn vào chính phủ phục vụ trong nội các của ông thì bây giờ niềm đầu tiên hết đặt là lòng trung thành lên đầu tiên mà chỉ quý vị quý vị còn nhớ là bốn năm nhiệm kỳ trước của ông như thế nào à, ông Bill ba đã trở thành một luật sư tư và bộ tư pháp dưới thời ông Donald Trump trở thành một công cụ để ông Donald Trump có thể trừng phạt những ai được xem là đối thủ chính trị. Nhưng mà bây giờ đó thật là nực cười. Cộng hòa thì họ cho rằng ông Joe Biden đã vũ khí hóa bộ tư pháp. Và quý vị biết là bây giờ một trong những ứng cử viên vào cái ghế tổng trưởng tư pháp của ông Donald Trump đó là tổng biện lý của Missouri thì ngay lập tức ông tổng biện lý của Missouri ông đã lên trên mạng xã hội đồng tình với ý kiến của ông Paleta. Ông bảo là nhân viên của Bộ Tư pháp phải làm việc cho Tổng thống Hoa Kỳ, người được tất cả đồng bào Mỹ bầu ra. Công việc của họ là thực hiện các lệnh hợp pháp của ông ấy. Nếu bất đồng chính bất đồng chính sách với ông ấy thì họ luôn luôn có thể từ chức và ứng cử vào quốc hội. Họ không có nên cản trở công lý bằng cách làm suy yếu mệnh lệnh của tổng thống đó là ông Mark Davis ông bày tỏ như vậy cũng nói là nếu mà chống đối thì à, tranh cử vào quốc hội thì quý vị biết là kỳ bầu cử vừa rồi hương nhân quên chia sẻ với quý vị đó là ông yuri Vinman à, trung tá cựu trung tá quân đội người nằm trong cái à, hội đồng cố vấn an ninh quốc gia của ông Donald Trump đó thì đã chứng kiến cái cuộc điện đàm ông donald trump gọi điện cho à, tổng thống zelensky ở ukraine và gây áp lực đó để có lợi về mặt bầu cử thì ông vinman là một trong những người gọi là à, tố giác đầu tiên và ông đã bị trả đũa tố giác ông donald trump dẫn tới cái cuộc à, gọi là luận tội đầu tiên đó và Minh đã bị trả đũa cho nên ông từ chức và bây giờ năm nay ông ra tranh cử vào Quốc hội Hoa Kỳ ở tiểu bang Virginia và ông đã thắng. Bây giờ quý vị biết cái câu hỏi quan trọng là chính phủ độc tài đã bắt đầu, bây giờ chính phủ độc tài nội các của ông Donald Trump bây giờ bắt đầu hình thành rồi đó shaping, bắt đầu hình thành rồi. À, có một nhân vật đó là đương kim giám đốc uh, FBI Christopher Gray thì hương nhân được biết là bây giờ ông đã chuẩn bị tinh thần là ông à, có thể là ông Donald Trump sẽ thay thế người khác cho nên là ông Christopher Gray ông có dự tính là sẽ từ chức và một trong những người được cân nhắc và thay thế ông Christopher Gray đó là ông Caspar Tell Caspar Tell từng là đồng minh rất là thân cận của ông Donald Trump và từng làm ở ngũ giác đài thì ông cũng đang được cân nhắc vào vị trí là giám đốc à, CIA nữa bây giờ đó ngày hôm nay tối ngày hôm nay trước khi mà hương nhân lên, lên làm bản tin này thì tin lớn bùng nổ đó là marco rubio thượng nghị sĩ cộng hòa tại florida đang được ông donald trump cân nhắc vào vị trí ngoại trưởng quý vị biết mặc dù ông donald trump có thể thay, thay đổi cái quyết định nhưng mà bây giờ đó à, cho biết là marco rubio đa phần có thể là vào cái ghế ngoại trưởng và quý vị biết là là một người theo chủ nghĩa diều hâu về vấn đề trung quốc về vấn đề iran và cuba thì ông marco rubio cùng hầu hết thượng nghị sĩ ở washington à, tức là thượng nghị sĩ ở hoa Thịnh đốn đã ủng hộ cái cuộc chiến của ukraine chống lại xâm lược nga nhưng mà trong những tháng gần đây thì marco rubio bắt đầu thay đổi giọng điệu của mình ủng hộ cái việc chấm xung đột càng sớm càng tốt cho thấy là cái lợi ích chính trị nó vô cùng to lớn luôn. Bây giờ cái câu hỏi đặt ra quý vị biết là cho đến lúc này ông Donald Trump đã chọn ai vào nội các của mình. Đầu tiên thì quý vị biết bà Suzy Wise rồi, bà là nữ động lý văn phòng A tòa Bạch Ốc đầu tiên trong lịch sử và đây là một cái vị trí quan trọng đầu tiên mà ông Donald Trump quyết định. Thì bà Suzy White là người đã đưa ông Donald Trump quay trở lại tòa Bà Đốc vào năm nay. Tức là bà đã lãnh đạo một cái chiến dịch vận động tranh cử có kỷ luật nhất trong tổng cộng là ba chiến dịch vận động tranh cử của ông Donald Trump. Hương Nhân cũng đã chia sẻ với quý vị, đó là bà trước khi mà lãnh đạo chiến dịch vận động tranh cử năm nay, thì vào năm 2000, à, 2016 thì bà đã giúp ông Donald Trump À, những cái hoạt động tranh cử của ông Donald Trump tại Florida. Đây là một nhà hoạt động Cộng Hòa rất là có uy tín và bà rất là kín tiếng. Bà không có muốn xuất hiện nhiều trước công chúng. Bây giờ đó, cái, thực ra cái thách thức của bà Wise cũng rất là lớn bởi vì mà kiểm soát handle được một người như ông Trump và như Hương Giang đã chia sẻ là trước khi mà nhận lời đó làm động lý tránh văn phòng của tòa bà ốc thì bà đưa ra cái điều kiện và một trong những điều kiện đó là bà có quyền nhiều hơn trong cái việc quyết định là ai được ra vào phòng bầu dục bây giờ trùm biên giới sẽ là ai đó là ông Tom Holman 62 tuổi và ông sẽ được giao nhiệm vụ một cái nhiệm vụ rất là lớn tiến hành một cái chiến dịch trục xuất lớn nhất trong lịch sử quốc gia Ông này đã từng phục vụ trong chính quyền của ông Donald Trump ở nhiệm kỳ đầu và ông lãnh đạo cơ quan thực thi di trú và quan thế quan thuế Hoa Kỳ tức là gọi tắt là ICE đó. Và quý vị biết là mặc dù ông Holman ông khẳng định một nỗ lực lớn như vậy tức là trục xuất hàng loạt như vậy sẽ phải nhân bản. Nhưng mà từ lâu ông là người ủng hộ trung thành, rất mực trung thành với những cái đề nghị chính sách của ông Donald Trump. Và ông Holman trong một cái hội nghị diễn ra tại Washington vào tháng 7 thì ông tuyên bố là sẵn sàng tiến hành chiến dịch trục xuất lớn nhất mà quốc gia chưa từng chứng kiến. Và dân chủ trước đây thì chỉ trích ông Holman về cái chiến dịch là bất khoan dung tại biên giới đó, tức là tách rời những cái gia đình di dân. À, bây giờ nhân vật thứ thứ ba là ai? Stephen Miller, người này thì quý vị biết rồi, ông này còn rất là trẻ. Người này được xem là từng là chiến lược gia của ông Donald Trump về vấn đề nhập cư, về vấn đề di dân. Người đứng đằng sau một loạt những cái trục xuất mà trong đó có rất là nhiều người Việt Nam đã bị trục xuất trong cái đợt đó. Thì Mueller là người rất là cứng rắn về vấn đề nhập cư. Và bây giờ đó ông ta đặt được người ông ta bây giờ 5 năm, năm nay 39 tuổi thì bây giờ ông sẽ được đưa vào đảm nhiệm là phó động lý tòa Bạch Ốc phụ trách về vấn đề chính sách. Người thứ tư đó là Lee Zeldin. Lee Zeldin sẽ là lãnh đạo của cơ quan bảo vệ môi trường ông Donald Trump ông chọn cựu dân biểu New York đây là cựu dân biểu từ New New York bây giờ sẽ lãnh đạo cơ quan môi trường ông Zeldin thì ông không có cái kinh nghiệm về môi trường nhưng là đồng minh lâu năm và nhất mực ủng hộ ông Donald Trump và ông tuyên bố là sẽ khôi phục lại sự thống trị năng lượng của Hoa Kỳ phục hồi lại ngành công nghiệp xe hơi để đem lại công an việc làm cho người Mỹ và đưa Mỹ trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu về trí thông minh nhân tạo. Và ông cũng tuyên bố là chúng tôi cũng sẽ làm như vậy trong khi bảo vệ quyền được hưởng bầu không khí và nước sạch. Và trong cái thông tuyên bố gửi ra vào ngày hôm nay thì ông Donald Trump cho biết là ông Jordan, ông sẽ bảo đảm những cái quyết định bãi bỏ quy định một cách công bằng và nhanh chóng dân chủ thì họ siết chặt bằng quy định còn cộng hòa thì họ nới lỏng quy định và cái mục tiêu là để giải phóng những cái sức mạnh của các doanh nghiệp mỹ đồng thời duy trì những cái tiêu chuẩn về môi trường cao nhất bây giờ nhân vật tiếp theo đó là mike walsh trở thành cố vấn an ninh quốc gia đây là một cựu vệ à, cựu quân nhân vệ binh quốc gia đây là một cựu quân nhân Uh, Green Beret, tức là mũ nồi xanh đó. Ông này, ông từng làm việc dưới thời Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng uh, Donald Rumsfeld và bây giờ đó, ông sẽ được đưa vào cái vị trí cố vấn an ninh quốc gia. Đây sẽ là một cái vị trí hàng đầu đối mặt với hàng loạt cuộc khủng hoảng đang diễn ra từ Ukraine, cuộc chiến Ukraine từ cái vấn đề cung cấp khí tài cho Ukraine cho đến những cái lo ngại gia tăng về liên minh đang lớn mạnh giữa Nga và Bắc Hàn. Quý vị đã biết là đã có 11.000 quân của Bắc Hàn bây giờ đang nằm trong, tức là đã có mặt ở biên giới Nga. Và cho đến những cái cuộc tấn công liên tục của các lực lượng ủy nhiệm của Iran ở Trung Đông cũng như là cái nỗ lực thúc đẩy Lệnh ngừng bắn giữa Israel với Hamas và Hezbollah Tức là một loạt những cái vấn đề Về à, Một loạt những cái vấn đề thế giới cũng Sẽ, về an ninh sẽ, cũng sẽ rất là đau đầu Một nhân vật nữa, đó là Gia Hương Giang vừa nhắc Đó là bà Alice à, à, Alice Pfeffernick Bây giờ chủ tịch của Cộng Hòa tại Hạ Viện Thì bây giờ bà sẽ được Đưa vào làm đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc. Và quý vị biết đây là đồng minh rất là thân cận của ông Donald Trump. Và nếu như được chuẩn thuận thì bà Stephanie sẽ đại diện cho lợi ích của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc. Trong khi mà ông Donald Trump thề sẽ chấm dứt cuộc, cái cuộc chiến xâm lược của Nga tại Ukraine. Và thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì quý vị biết là Hữu Nhãn có xem truyền hình tại Trung Quốc mà Hương Nhân muốn chia sẻ với quý vị Tức là trong những ngày vừa qua đã có khoảng 1.000 sinh viên đã đạp xe đạp Từ Trân Châu đến Thượng à, đến Hương Nhân Bắc Kinh Hương Nhân không có nhớ là Bắc Kinh hay là Thượng Hải Quý vị có thể thấy là trên đường phố một cả một hàng ngàn hàng ngàn học sinh đạp xe đạp quý vị biết và cái mục tiêu của họ Họ nói là họ không có tham gia chính trị Không có gì hết Mà họ chỉ đạp xe đạp để tới Ăn cái món trăm linh Thượng Hải Tức là cái món hát cảo của Thượng Hải Mà rất là ngon Ở trong đó có nước đó quý vị à, Có nước súp rất là ngon Và họ đi như vậy đạp xe đạp 40 dặm 40 dặm Và cứ đến đâu thì có người tham gia đến đấy Có một số người thì đem theo cờ họ bảo là họ không có tham gia chính trị chỉ đến để ăn hát cảo để đi ăn hát cảo mà thôi nhưng mà chính quyền Trung Quốc đang tỏ ra lo ngại bởi vì họ nhìn thấy hình ảnh Thiên An Môn trước đây và biểu tình chống đại dịch gần đây đó là những vấn đề mà Trung Quốc đang lo ngại và Hương Nhan cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi kính chúc quý vị một buổi tối ấm cúng xin chào và xin hẹn gặp lại